Chuyến ship 16 Pro Max qua khu tự trị cho Hồng Hải Gión và Cái Kết. Anh ship cho em cây 16 Pro Max màu sa mạc ra khu tự trị với ạ. What? Khu tự trị là ở đâu em nhỉ? Ô, ông anh kém thế, không biết khu tự trị là Hoàng Mai à? Mà thôi, ship cho em luôn để em còn tặng chị người yêu. Tặng hẳn chị người yêu luôn á? Ý là người yêu em hơn tuổi em nên gọi là chị người yêu. Ô, thế em là Hồng Hải Nhi à? Không anh, em Hồng Hải Gión. Mà ông anh hỏi nhiều thật đấy, ship luôn cho em phát. Tiện thể anh mua hộ em hộp quà rồi cho điện thoại vào trong ý. Nay sinh nhật người yêu em muốn tặng bất ngờ rồi gửi số tài khoản em banh luôn. Ok luôn em ơi, giờ anh đi ship ngay. Nay tôi có báo giá 16 Pro Max hơn 36 củ mà em giai chuyển cho hẳn 40 củ. Em nhờ đi lấy hộ hộp quà, còn lại thừa đâu bo cho tôi anh em ạ. Giờ tôi phải đi ship ngay kiểu muộn. Xách ba lô và đi. Trên tay tôi đang là một chiếc 16 Pro Max sa mạc New Seal, giá cực kỳ là phù hợp cho những bạn lương 5 triệu. Mày đùa bố mày đấy à? Hết 20 tháng 10 rồi mà vẫn còn bán hoa, chắc là hôm qua bán chưa hết nên nay xả nốt. Đùa chứ, phải tôi thì không có chuyện hoa hòe quà cáp như này đâu, tặng cho bông hoa súng. Tôi đang trên đường đi lấy hộp quà, máy thì sẵn đây rồi, xuống tận Phạm Văn Đồng chỗ gần cầu Thăng Long để lấy. Xa xôi thật, không phải vì bạn khách bo thì còn lâu tôi mới xuống tận đây để lấy hộp quà cho. Đúng là vật chất quyết định ý thức, tôi cũng bị sai khiến bởi đồng tiền anh em ạ. Later. Đấy anh em ạ, nhìn người yêu nhà người ta kìa, tặng quà phải cỡ này chứ. Các chị em vào mà xin vía ngay đi, chứ khổ mỗi tôi chạy ngược chạy xuôi xong quay lại tận Hoàng Mai để ship máy. À, em gái còn tâm sự là: "Đấy anh ạ, anh nhìn xem, con gái bọn em chỉ cần có tí hoa như này là vui rồi, chứ cần gì nhiều đâu. Thế mà con trai không hiểu thì chịu." Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Tôi phận con trai 12 bến nước nên chỉ biết nghe và cười nhẹ một cái cho bạn khách vui thôi.